Xin chào mấy anh chị em đã đến với kênh Gia Trai Miền Tây của em. Em quay sơ lược về một số đồ em hiện có ha. Đây là một cái bình lái thiêu màu, bình trà 5 lít lái thiêu màu. Đây là một bình trà 5 lít tích chim hoa, bình trà gốm Vạn Ninh và một số bình Biên Hòa. Anh chị nào có ưng món nào thì đánh dấu cho em nha. Đây là bình trà gốm Sài Gòn. Đây em còn mấy cái bình trà gốm Sài Gòn, bình trà lái thiêu Sơn Thủy, bình này nhỏ, và bộ trà sông bé Tô Tàu, ống đũa màu, ống bút màu, bình trà màu, bồ lọt con cá màu và một số bình bình bông lái thiêu Sơn Thủy, chiều cao từ 17cm cho đến 29cm nha. Đây bình chim Phú Quý bạc đầu, bình chim màu miệng dúng, cặp ly thành lễ, cổ bồng thủy tinh, một số cổ bồng thủy tinh. Bình phù dung chỉ, bình Sơn Thủy cao chắc khoảng 45-46cm lầm tích nha, cặp voi gạt tàn gốm Hữu Đức, đèn dầu nhôm, đèn dầu Việt Nam xưa. Đây là một con bù lệt cá màu, màu sắc còn rất là đẹp, thố Sơn Thủy màu, hố màu, lon ghi gô, lon ghi gô còn nhãn còn hiệu luôn nha, dĩa Biên Hòa hình con gà, đường kính là 34cm, phía dưới nó có khắc rồng bên dưới nha, đồ treo tường, đồ treo tường hình con ngựa và hình con thỏ. Tô chiếc yêu năm bộ, đây là tô chiếc yêu năm bộ nha, có 10 cái tô chiếc yêu năm bộ lành đẹp, 10 tô chiếc yêu năm bộ lành đẹp nha, và tô chiếc yêu tàu, đây có mấy cái tô chiếc yêu tàu. Mười cái chén sông Hỷ Tàu và một số mẫu tô tàu đá. Đây là tô sông bé, chén gồng tàu. Đây là chén long phụng năm bộ, gốm năm bộ, gốm lá thiêu. Đây là chén sông long, chén sông long lái thiêu, chén thất hiền lái thiêu. Và đặc biệt em có 10 cái chén tứ quý rất là đẹp, 10 chén mai lan cúc trúc, có một con là cá lái thiêu màu hồng, có voi, voi gạt tàn, voi gạt tàn, rồi đôn voi mini, rồi đôn voi hơi lớn một tí, chén chậu bông Biên Hòa. Cái này là cái quán tẩy, đây là cái quán tẩy, cái quán tẩy lái thiêu, dĩa tàu. Đây là tô mai lan cúc trúc, đây hồi nãy có chén mai lan cúc trúc, vậy em có tô mai lan cúc trúc luôn nha. Đặc biệt em có dĩa thất hiền, dĩa thất hiền màu xanh này thì ai cũng biết rồi, dĩa thất hiền màu xanh này em có số lượng lớn. Dĩa này em bán đường, nó có hai loại, đường kính 19cm và đường kính 15cm. Có dĩa sông long, dĩa chim hoa, đây dĩa chim hoa. Có
có một chục cái dẻ thất hiền mà màu lạ. Cái màu này rất là ít gặp, màu này hiếm gặp lắm nè. Cái màu này trên thị trường rất là ít. Và dĩa chim hoa bự, cái này đường kính nó 19 năm rồi. Cái màu cũng lạ luôn. Bình lọc nước. Đây, em có bình lọc nước. Ché biên hòa, tích đâm châu và ché lái thiêu. Và cái ché lái thiêu. Đây, còn có cái bạc ca men. Đây. Bình lọc nước. Dĩa con cá màu lái thiêu. Đây, dĩa cá màu lái thiêu, màu sắc còn rất là đẹp. Rồi có ba cái chum. Đây có ba cái chum nhỏ. Có cà mên nhôm. Cà mên 4 ngăn, 3 ngăn, bự nhỏ đều có nha. Một cái chum tài lộc. Một cái chum tài lộc. Trò biên hòa. Trò biên hòa gồm dĩa biên hòa luôn. Đây. Đây là cái nậm bông đào. Cái chum rượu mà có dồi. Bình thủy. Cái bình thủy rạng đông ngày xưa nha. Chai nước Vĩnh Hảo, chai bia con cọp. Anh chị nào có ủng hộ em món nào thì liên hệ qua số điện thoại 0948851135 hoặc số 0374 619 838.